Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Và sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi. Tổng thống Biden ký luật viện trợ cho Ukraine cấm TikTok. Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức ký thành luật gói viện trợ cho Ukraine trị giá 61 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến với Nga sau khi dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mang lại hỗ trợ quan trọng cho các đối tác của Mỹ để họ có thể tự bảo vệ khỏi các mối đe dọa với chủ quyền của mình. Tổng thống Joe Biden nói sau khi ký duyệt ngày 24 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, ông Biden cũng đã ký một dự luật riêng liên quan đến TikTok, trong đó yêu cầu Biden's Công ty chủ quản của TikTok phải thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video này trong vòng 9 tháng đến 1 năm tới. Ông Biden đã hối thúc các nhà lập pháp Mỹ trong suốt nửa năm qua để phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine, tuy nhiên dự luật vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng hòa. Bế tắc đã chấm dứt vào ngày 20 tháng 4 theo giờ của Mỹ, khi Hạ viện do Đảng Cộng hòa nắm đa số thông qua bốn dự luật bao gồm viện trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan và các đối tác khác của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Sau đó vào tối ngày 23 tháng 4 theo giờ của Mỹ Thượng viện Mỹ chính thức thông qua các dự luật này với số phiếu áp đảo là 79 phiếu thuận 18 phiếu chống Nguồn tin từ hai quan chức Mỹ cho biết chính quyền của ông Biden đang chuẩn bị cho Ukraine gói viện trợ quân sự đầu tiên được lấy từ dự luật nêu trên có trị giá là 1 tỷ đô la Mỹ Theo AFP, ngũ giác đài ngay lập tức công bố gói viện trợ ban đầu trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho khi từ nguồn viện trợ mới bao gồm đạn dược phòng không hàng chục bệ phóng rocket, HIMARS và hàng trăm ngàn viên đạn pháo. Gói viện trợ vừa được ký đã đánh dấu một chiến thắng lưỡng đảng hiếm hoi cho đương kim tổng thống Mỹ khi ông đang tiến hành chiến dịch tái tranh cử ghế trong Nhà Trắng. Trung Quốc tức giận sau khi Quốc hội Mỹ duyệt dự luật viện trợ cho Đài Loan. Trung Quốc đã có phản ứng sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có phần dành cho Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan TAO của Trung Quốc vào hôm 24 tháng 4 bày tỏ sự tức giận sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nói trên. Theo Reuters phát ngôn viên văn phòng các vấn đề đài loan châu phụng liên nói với các phóng viên dự luật rằng gửi tín hiệu sai tới các lực lượng ly khai đòi độc lập của đài loan và chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó. Bà Châu còn nhấn mạnh chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện các hành động cụ thể để thực hiện cam kết không ủng hộ của Đài Loan và ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, bộ phận ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc tăng cường sự thông đồng quân sự giữa Mỹ và Đài Loan sẽ không mang lại an ninh cho hòn đảo này. Việc đó sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột đối đầu ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân nói, Thượng viện Mỹ ngày 23 tháng 4 thông qua một số dự luật, trong đó có dự luật viện trợ do Ukraine, Israel và Đài Loan, sau khi dự luật đã được hạ viện Mỹ phê duyệt theo dự luật Mỹ sẽ chi 60,84 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan xung đột Nga Ukraine 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel và 8,12 tỷ đô la Mỹ cho các đối tác ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó có vùng lãnh thổ Đài Loan. Gặp các nhà lập pháp Mỹ đến thăm vào hôm nay, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đề cập việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nói trên, chúng tôi cũng rất vui vì thượng viện Mỹ thông qua những dự luật này. Trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan khâu quốc chính cho hay, các lĩnh vực cần chi tiền chẳng hạn như huấn luyện hoặc trang thiết bị sẽ được thảo luận với Mỹ. Trong 4 năm qua, Đài Loan đã phản đối việc tăng cường hoạt động quân sự của Trung Quốc gần hòn đảo này, bao gồm các hoạt động ở gần như hàng ngày của máy bay chiến đấu và tàu chiến Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, Đài Loan đã phàn nàn về sự chậm trễ trong việc giao vũ khí của Mỹ như tên lửa phòng không Stinger cho các nhà sản xuất tập trung cung cấp cho Ukraine để giúp Kiev chống lại lực lượng Nga, theo Reuters. Bắc Kinh chỉ trích châu Âu đàn áp các công ty Trung Quốc. Ngày 24 tháng 4, Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về việc mua sắm công các thiết bị y tế của Trung Quốc. Bắc Kinh ngay lập tức chỉ trích Liên minh châu Âu đang tiến tới chủ nghĩa bảo hộ. Theo hãng tin AFP, Liên minh châu Âu lo ngại Trung Quốc đang ưu ái các nhà cung cấp trong nước trong quá trình mua sắm thiết bị y tế ủy ban châu âu cũng lo bắc kinh có thể hạn chế nhập khẩu và áp đặt các điều kiện dẫn đến giá thầu thấp bất thường gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của khối này nếu cuộc điều tra phát hiện hành vi không công bằng của trung quốc Ủy ban châu Âu có thể hạn chế quyền tiếp cận của các công ty Trung Quốc vào thị trường mua sắm công của khối 27 quốc gia. Đây là cuộc điều tra đầu tiên trong khuôn khổ cơ chế công cụ mua sắm quốc tế của Ủy ban châu Âu nhằm thúc đẩy sự có đi có lại trong việc tiếp cận thị trường mua sắm công quốc tế. Dự kiến, cuộc điều tra sẽ diễn ra trong 9 tháng và Ủy ban châu Âu có thể gia hạn thêm 5 tháng nữa. Ủy ban châu Âu cũng yêu cầu Bắc Kinh đưa ra quan điểm và cung cấp thông tin liên quan, đồng thời có thể tổ chức tham vấn với Ủy ban châu Âu về vấn đề này. Theo báo cáo năm 2023 của tổ chức tư vấn Morris tập trung vào Trung Quốc, thị trường thiết bị y tế nước này trị giá khoảng 135 tỷ euro, tương đương 145 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, lớn thứ hai sau Mỹ. Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức trước thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân tuyên bố, Liên minh châu Âu luôn là thị trường cởi mở nhất thế giới, nhưng tất nhiên những gì thế giới bên ngoài thấy được là Liên minh châu Âu đang từng bước tiến tới chủ nghĩa bảo hộ. Ông cũng yêu cầu Liên minh châu Âu ngừng dùng mọi lý do để đàn áp và hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc một cách vô cớ. Thông tin về cuộc điều tra được công bố chỉ một ngày sau khi Ủy ban châu Âu đột kích các văn phòng ở Hà Lan và Ba Lan của một công ty thiết bị an ninh Trung Quốc. Các công ty và chính phủ châu Âu đã liên tiếp khiếu nại về việc tiếp cận thị trường Trung Quốc trong một thời gian dài. Hồi tháng 4, Liên minh châu Âu cũng khiến Trung Quốc nổi giận khi tuyên bố điều tra các nhà cung cấp tuốt binh gió của nước này. Trước đó, vào tháng 10 năm 2023, liên minh châu âu đã mở cuộc điều tra lớn nhắm vào các loại xe điện giá rẻ của trung quốc sau nhiều tuần trì hoãn quân đội israel rụt rịch tiến vào rafah Reuters ngày 24 tháng 4 dẫn các nguồn tin chính phủ Israel cho biết sau nhiều tuần đàm phán với Mỹ về các biện pháp bảo vệ dân thường, Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều, mỗi lều có sức chứa từ 10 đến 12 người để làm nơi cư trú cho những người sắp được sơ tán từ Rafah. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các dãy lều hình vuông màu trắng được dựng lên ở Khan Yunis, thành phố cách Rafah khoảng 5 cây số. Israel đã trì hoãn chiến dịch quân sự ở rafah suốt nhiều tuần qua dưới sức ép từ mỹ cũng như cộng đồng quốc tế song lo lắng đã gia tăng trong những ngày gần đây khi quân đội Israel ngày càng phát đi nhiều tín hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng tiến vào rafah Quân đội Israel ngày 24 tháng 4 cho biết họ đã huy động hai lữ đoàn dự bị cho các nhiệm vụ ở Gaza. Dẫn lời các quan chức Ai Cập được thông báo về kế hoạch của Israel, báo The Wall Street Journal ngày 23 tháng 4 đưa tin Israel dự tính di chuyển dân thường từ Rafah đến Khan Yunis trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần. Sau đó Israel sẽ đưa quân vào Rafah, tăng dần số lượng theo thời gian và nhắm vào các địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của các thủ lĩnh Hamas trong một chiến dịch dự kiến kéo dài 6 tuần. Bất chấp rạn nứt trong quan hệ đồng minh, Quốc hội Mỹ đã thông qua một gói viện trợ mới cho Israel. Dù vậy, Washington muốn xung đột lan rộng và đã bày tỏ quan ngại về rủi ro ngày càng gia tăng ở Trung Đông. Quân đội Mỹ hôm 23 tháng 4 đã kêu gọi Baghdad thực hiện các biện pháp để bảo vệ lực lượng Mỹ ở cả Iraq và Syria sau các cuộc tấn công của các nhóm dân quân thân Iran, trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các căn cứ của Israel ở phía bắc thành phố Akre vào hôm 23 tháng 4. Đây là cuộc tấn công sâu nhất của Hezbollah trên lãnh thổ Israel kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Gaza cách đây hơn nửa năm. đâm dao tại trường trung học ở xứ Wales. Ngày 24 tháng 4, một vụ đâm dao đã xảy ra tại trường trung học ở xứ Wales của Vương quốc Anh, khiến ba người bị thương. Theo cảnh sát, vụ tấn công xảy ra ở trường Amman Valley, cách thủ phủ Cardiff, khoảng 100 cây số. Hai máy bay cứu thương cùng nhiều phương tiện của cảnh sát đã được huy động tới hiện trường. Người phát ngôn cảnh sát cho biết ba người bị thương đều được điều trị. Cảnh sát bắt giữ một người và không tìm kiếm thông tin người nào khác. Hiệu trưởng Karen Davis xác nhận rằng đây là một vụ đâm dao, trong đó hai nhân viên nhà trường bị thương. Trường trung học Emin Valley có khoảng 1.450 học sinh tuổi từ 11 đến 18. Máy bay chở 213 người của hãng hàng không Anna Nhật Bản gặp sự cố. Ngày 24 tháng 4, một máy bay chở 213 người của hãng hàng không On Nippon Airways đã gặp sự cố với hệ thống thủy lực trước khi hạ cánh xuống sân bay tại tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Theo thông báo từ hãng hàng không, chiếc máy bay Boeing 787 khởi hành từ sân bay Haneda ở Tokyo đã hạ cánh an toàn xuống sân bay New Jitoshi sau khi phát hiện vấn đề với hệ thống thủy lực và có dầu rò rỉ thông báo nêu rõ có khói trắng xuất hiện tại thời điểm hạ cánh, có thể do dầu bốc hơi khi rò rỉ đến gần các động cơ, không có ai bị thương trong vụ việc. Sân bay New Chitoshi đã phải tạm dừng khai thác hai đường băng để xử lý sự cố, sau đó khoảng 10 phút đường băng đã nối lại hoạt động, máy bay sau đó được kéo về bãi đổ. Giới chức Pháp yêu cầu hủy hàng loạt chuyến bay trên cả nước. Giới chức Pháp đã yêu cầu các hãng hàng không hủy hàng trăm chuyến bay tại các sân bay trên cả nước đã được lên lịch cho ngày 25 tháng 4. Động thái này diễn ra ngay cả khi Nghiệp đoàn Kiểm soát Không lưu Chính sách SNCTA đã hủy kế hoạch đình công một ngày để yêu cầu tăng lương. Cụ thể, Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng DGAC đã thông báo tới các hãng hàng không về việc hủy khoảng 75% chuyến bay tại sân bay Oakley và 55% chuyến bay ở sân bay Charles de Gaulle tại thủ đô Paris. Trong khi đó, khoảng 65% dịch vụ tại sân bay Marseille và 45% các chuyến bay ở những nơi khác trên cả nước cũng sẽ bị hủy. Thông báo được đưa ra từ nghiệp đoàn kiểm soát không lưu chính cho biết đã hoãn kế hoạch đình công sau khi đạt được thỏa thuận với cơ quan quản lý hàng không dân dụng về việc tăng lương và các giải pháp khác. Tuy nhiên cơ quan quản lý hàng không dân dụng chưa xác nhận thông tin từ nghiệp đoàn kiểm soát không lưu chính và cả hai bên cũng chưa công bố chi tiết thỏa thuận. Hiện chưa rõ hai nghiệp đoàn nhỏ hơn trước đó từng ủng hộ kế hoạch đình công của nghiệp đoàn kiểm soát không lưu chính có hủy bỏ ý định đình công hay không. Các nghiệp đoàn đại diện cho nhân viên hàng không pháp đã dự định tổ chức đình công sau khi các cuộc thảo luận sơ bộ đổ vỡ. Khi đó, Cơ quan quản lý hàng không dân dụng đã yêu cầu các hãng hàng không hủy gần như toàn bộ các chuyến bay trong ngày 25 tháng 4. Nghiệp đoàn kiểm soát không lưu chính cũng từng cảnh báo có thể tổ chức đình công đúng dịp cao điểm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 nếu yêu cầu của nghiệp đoàn này không được đáp ứng. Những diễn biến này càng làm dấy lên lo ngại rằng cuộc đình công có thể xảy ra trong dịp Paris tổ chức Thế vận hội Olympics 2024 vào cuối tháng 7 khi Pháp dự kiến đón hàng triệu du khách. Lỗ hỏng khiến Anh có thể đã nhập hàng triệu thùng dầu của Nga anh bị cáo buộc giúp nga có tiền trang trải cho cuộc xâm lược ukraine bằng cách tiếp tục nhập khẩu lượng dầu tinh chế cao kỷ lục từ các nước sử dụng dầu thô nga Dữ liệu chính phủ được trang tin môi trường Desmos phân tích chỉ ra lượng dầu tinh chế mà Anh nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Nga cung cấp dầu thô hàng đầu cho ba nước này. Chính phủ Anh chính thức cấm nhập khẩu sản phẩm dầu Nga từ ngày 5 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, một lỗ hỏng pháp lý đã cho phép dầu Nga tiếp tục chảy vào Anh dầu được tinh chế ở quốc gia khác không được coi là có nguồn gốc từ Nga, tạo điều kiện để Moscow có thể lách lệnh trừng phạt của phương Tây. Lượng dầu tinh chế xuất khẩu từ Ấn Độ sang Anh tăng đáng kể sau khi Nga xâm lược Ukraine. Năm 2021, anh chỉ nhập gần 500 triệu đô la Mỹ dầu tinh chế từ Ấn Độ, song con số này tăng lên 2,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Nhập khẩu dầu tinh chế từ Trung Quốc tăng 20 lần kể từ năm 2021, từ mức 37 triệu đô la Mỹ lên hơn 490 triệu năm 2022 và khoảng 825 triệu năm 2023. Nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng hơn 30 lần, từ 2,2 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên gần 75 triệu đô la Mỹ năm 2023. Hàng triệu thùng nhiên liệu làm từ dầu Nga tiếp tục đổ vào Anh. Chỉ riêng năm ngoái, giao dịch này đã mang lại cho điện Kremlin hơn 100 triệu đô la Mỹ. Global Witness ước tính trong năm 2023, anh đã nhập khẩu khoảng 5,2 triệu thùng dầu tinh chế được sản xuất từ dầu thô Nga. Hồ sơ của chính phủ Anh cho thấy nhập khẩu dầu trực tiếp từ Nga đã giảm từ 1,8 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu năm 2022 xuống còn không vào năm sau đó. Điều này khiến Anh phải tăng nhập khẩu từ các nước khác. Anh đã chi khoảng 24 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu dầu và khí đốt từ Algeria, Bahrain, Kuwait, Libya, Qatar Ả Rập Saudi và UAE trong năm tài khóa tính tới tháng 3 năm 2023 tăng 60% so với năm trước. Anh và Liên minh châu Âu cũng tăng cường mua dầu tinh chế từ Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Global Witness phát hiện EU đã nhập khẩu 130 triệu thùng dầu tinh chế từ các nhà máy lọc dầu sử dụng dầu thô Nga trong năm 2023, nhắm ước tính những giao dịch này có thể giúp Nga thu về hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ nhiều xe chở hàng hóa xuất cảng của việt nam bị trung quốc bắt giữ lấy lý do bảo quản hàng hóa chưa đạt chuẩn cả trăm xe vận tải chở hàng hóa xuất cảng của việt nam đã bị phía đối tác trung quốc giữ lại Báo VN Express dẫn văn bản của Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai gửi các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vào hôm 24 tháng 4, cảnh báo tình trạng xe vận tải chở hàng hóa xuất cảng Việt Nam bị giữ tại Hà Khẩu, Trung Quốc gia tăng. Theo số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2023 đến nay đã có trên 100 xe tải của Việt Nam bị bắt giữ tại Trung Quốc và con số này ngày một tăng thêm. Lý do theo ban quản lý khu kinh tế Lào Cai cho hay là vì lái xe phía Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm bảo quản hàng hóa, gây tổn hại phẩm chất sản phẩm, do đó hai bên không thống nhất được bồi thường và xe bị giữ không được xuất cảnh về nước. Ngoài ra, doanh nghiệp hai bên còn xảy ra một số tranh chấp khác trong việc thực hiện hợp đồng nên phía Trung Quốc giữ xe và yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt cũng theo ban quản lý khu kinh tế lào cai nhà chức trách việt nam đang tích cực phối hợp giải quyết tháo gỡ vấn đề trên tuy nhiên tới nay tình hình vẫn chưa được xử lý triệt để đây không phải là lần đầu phía trung quốc cản trở gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất cảng hàng hóa việt nam sang nước này mỗi khi thấy việt nam ăn nên làm ra trước đó theo báo vnexpress vào hôm 27 tháng 11 ông nguyễn hồng diên bộ trưởng công thương việt nam đã phải đề nghị trung quốc xem xét gỡ khó và giảm dành thời gian quá độ cho tôm hùm bông Việt Nam nhập cảng vào nước này sau thời gian cấm cửa nhưng không nêu lý do, khiến nhiều doanh nghiệp xuất cảng thủy hải sản lao đao, trong khi người nuôi tôm ở thủ phủ tôm hùm như Phú Yên, Khánh Hòa cũng khốn đốn vì giá bán giảm mạnh sau thông tin xuất cảng mặt hàng này gặp khó. Mỹ phát hiện dấu vết của virus cúm da cầm trong sữa tiệt trùng. Giới chức y tế Mỹ ngày 23 tháng 4 thông báo đã phát hiện các đoạn của virus cúm da cầm trong nguồn cung cấp sữa bò tiệt trùng của quốc gia khi thực hiện nghiên cứu quy mô lớn về ảnh hưởng của cúm da cầm đối với các trang trại bò sữa. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ cho rằng những đoạn virus này có thể không nguy hại cho sức khỏe con người. Nghiên cứu được tiến hành trên bối cảnh của một đợt bùng phát dịch cúm da cầm H5N1 có độc lực cao đã lan rộng trong các đàn bò sữa tại Mỹ và một người ở bang Texas đã mắc bệnh thể nhẹ. Đợt bùng phát dịch cúm H5N1 hiện nay đã khiến hàng triệu gia cầm chết. Những con bò nhiễm virus không diễn tiến bệnh nặng. Thông báo của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ nêu rõ trong quá trình kiểm tra trên toàn quốc, họ đã phát hiện các đoạn virus cúm trong sữa từ động vật bị mắc bệnh trong hệ thống chế biến và trên các kệ hàng. Các chuyên gia đã xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase định lượng, viết tắt là qPCR có độ nhạy cao, có khả năng phát hiện tàn dư của vật liệu di truyền từ mầm bệnh để xác định liệu sức nóng trong quá trình thanh trùng sữa có vô hiệu hóa virus hay không. FDA Mỹ nhấn mạnh, quy trình thanh trùng sữa đã phục vụ tốt sức khỏe cộng đồng trong hơn 100 năm qua, ngay cả khi phát hiện virus trong sữa nguyên liệu. Quá trình thanh trùng có thể giúp loại bỏ mầm bệnh xuống mức tối thiểu và không gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Các nhà khoa học của FDA cũng đang nỗ lực nghiên cứu thêm các mẫu dương tính với virus bằng cách áp dụng nghiên cứu khả năng sống sót của trứng. Theo phương pháp này, virus được tiêm vào một mẫu trứng gà đã có phôi và sau đó theo dõi xem liệu virus có nhân bản hay không. FDA đang phân tích bổ sung các mặt hàng sữa lưu hành trên thị trường nhằm đánh giá bất kỳ sự khác biệt tiềm ẩn nào đối với các sản phẩm sữa khác nhau như là sữa nguyên chất kem sữa, vân vân. Trước đó, virus cúm da cầm cũng đã được phát hiện có trong sữa thô, tức là sữa bò tươi mới vắt chưa được tiệt trùng, loại sữa mà các cơ quan y tế lâu nay vẫn khuyến cáo không nên tiêu thụ. Chủ lớp mẫu giáo ở Sài Gòn đè đánh nhét trái cây vào miệng trẻ Bà chủ lớp mẫu giáo Kim Bảo Mẫu ở phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn đã đánh tác ngồi lên người hai bé trai vì các em không ăn và nghịch. Hành vi của bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, thể hiện trong hai video phát tán trên mạng xã hội vào tối ngày 23 tháng 4, khiến công luận phẫn nộ. Theo truyền thông trong nước, đoạn video ghi lại cảnh bà Nga bạo hành trẻ mầm non khi túm áo đè ngã ra sàn nhà, rồi ngồi đè lên bụng bé trai 4-5 tuổi để nhát vật giống như là thuốc tây vào miệng bé. Trong một video clip khác, bà Nga xô một bé trai vào góc tường mặt cho bé khóc sợ hãi và đưa tay che đầu trong khi bà ta dùng vật cứng trên bàn đập vào đầu bé chỉ tay vào mặt và dơ tay dọa tác trẻ sự việc diễn ra trong lớp học hôm 11 tháng4 trước mặt nhiều trẻ khác bị một cô bảo mẫu khác của nhóm trẻ quay video clip nói với báo người lao động của Thanh Hồng mẹ bé TC một nạn nhân học lớp chồi thuộc lớp mẫu giáo Tý Bo cho biết Tuần trước, bà Nga thông báo cho biết là có đánh bé C vì muốn ép bé ăn nhiều. Gia đình chỉ nghĩ là trẻ nghịch thì cô có tét vào tay là chuyện bình thường nên không bận tâm gì, cô Thanh Hồng nói. Tuy nhiên, đến hôm 23 tháng 4, nhiều phụ huynh cho biết có xem clip ghi lại thấy bảo mẫu rất bạo lực. Khi xem được clip, tôi sốc và thương con đến bật khóc khi một trong hai trẻ bị đánh trong clip là con mình bởi con bị bạo hành chứ không phải là chỉ đánh nhẹ như cô Nga nói chủ cơ sở từng nói rằng các cô ở đây không bao giờ đánh đập trẻ nhưng không ngờ chính cô ấy lại đánh con tôi cô hồng nói và cho biết thêm sức khỏe của con trai ổn định nhưng vẫn còn ám ảnh nói với báo đài về sự việc ông nguyễn thái vĩnh nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo thủ đức cho biết sáng cùng ngày công an phường linh đông đã tới làm việc vì nhóm lớp mẫu giáo này thuộc quản lý của phường tuy nhiên phía phòng giáo dục đã đề nghị đình chỉ hoạt động nơi này ngay tức thì bà nga thừa nhận mình là là người đánh tác ngồi lên trẻ trong hai video clip lan truyền trên mạng nói đã nhận thức được sai phạm và chấp nhận chịu trách nhiệm. Thanh niên xăm chỗ mạo danh nữ tu lừa tiền từ thiện hàng trăm ngàn đô bằng cách tạo các danh khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp từ thiện cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Một thanh niên xăm chỗ đầy người ở Sài Gòn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, hàng trăm ngàn đô la hôm 24 tháng 4, bị can Lê Đình Hải, 26 tuổi, trú tại quận Bình Tân, Sài Gòn, đã bị công an Đà Nẵng khởi tố bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo tuổi trẻ dẫn kết quả điều tra cho thấy bị can Hải đã tạo ra nhiều danh khoản Facebook như là Một lòng hướng Phật, Ni sư chức từ, Phật Pháp nhiễm màu, Ni sư nhân độ, Ni sư tâm phúc, Phật pháp nhiệm màu, ni sư tâm hạ, vân vân mạo danh tỳ kheo thích nữ tương phúc đang sinh sống tại Huế, sau đó đăng tải hình ảnh, bài viết và cho chạy quảng cáo trên Facebook để tiếp cận với nhiều người về những hoàn cảnh bệnh nhân bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, neo đơn, mồ côi cha mẹ đang được điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng để kêu gọi quyên góp từ thiện. Nhiều người tin tưởng đã chuyển tiền ủng hộ từ vài chục ngàn đồng đến 2 triệu đồng, tương đương 78 đô la, vào nhiều tài khoản ngân hàng do bị can hải cung. Cung cấp chẳng hạn như tài khoản tên là Trương Thị Huyền Trân nhận được tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng tương đương 47.208 đô tài khoản tên là Nguyễn Tiến Dũng nhận hơn 550 triệu đồng tương đương 21.637 đô la. Qua điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc công an Đà Nẵng xác định từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, bị can Hải đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng chục ngàn người ở khắp nơi. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan trong đó có 12 thẻ ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân của bị can Lê Đình Hải là gần 6 tỷ đồng. Ăn cà tím giảm cholesterol. Cà tím là nguồn cung cấp dồi dào chất sơ, vitamin C, vitamin K, chất chống oxy hóa, mangan, folate, kali và nhiều loại khoáng chất khác. Trong đó có những dưỡng chất giúp cải thiện nồng độ cholesterol trong máu theo chuyên trang sức khỏe Healthline của Mỹ. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy hàm lượng kali, chất sơ và vitamin C dồi dào trong cà tím có thể giúp kiểm soát cholesterol trong máu. Trong đó kali là loại khoáng chất có tác động rất phức tạp đến cơ thể. Quá nhiều kali có thể gây ra các vấn đề liên quan đến tim như là rối loạn nhịp tim hay là suy tim. Trong khi đó, quá ít kali cũng gây ra một số vấn đề sức khỏe chẳng hạn như cơ bị yếu, dễ chuột rút. Trong khi đó Nạp đủ kali không chỉ giúp các chức năng cơ thể hoạt động bình thường mà còn giúp ngăn vôi hóa động mạch do lắng động khoáng chất và mảng bám cholesterol. Ngoài ra, vitamin C trong cà tím có tác dụng làm giảm mức cholesterol toàn phần và giảm nguy cơ tim mạch ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu công bố trên chuyên sang Journal of Chiropractic Medicine cho thấy nạp đủ vitamin C giúp giảm mức cholesterol xấu LDL và chất béo trung tính trong máu. Một dưỡng chất khác trong cà tím có tác dụng giúp giảm cholesterol là chất xơ hòa tan. Cà tím chứa rất nhiều chất xơ hòa tan. Khi vào ruột, loại chất xơ này làm giảm khả năng hấp thụ cholesterol, từ đó kiểm soát mức cholesterol xấu LDL trong máu. Ngoài ra cà tím còn có tác động gián tiếp đến sức khỏe tim bằng cách kiểm soát đường huyết và hỗ trợ giảm cân. Béo phì và tiểu đường là những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch. Tuy nhiên lợi ích sức khỏe tim mạch của cà tím chưa dừng lại ở đây. Chất chống oxy hóa có tên là axit chlorogenic giúp ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu LDL. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.